Hello, xin chào anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với video tiếp theo của LTG. Chúng ta tiếp tục đến với nội dung của tiểu thế đường môn tập 106. Vương Đông đứng phía sau cũng không lên tiếng ngăn cản Vua Hạo, hắn chỉ nắm chặt gốc áo của Vua Hạo mà thôi. Cho dù cả ba đều là bạn bè, thế nhưng thân lạ khác nhau. Rõ ràng ở học viện sử lệ khác này, người thân với Vương Đông nhất chính là Vua Hạo. Dĩ nhiên hắn không muốn Vua Hạo đi mạo hiểm rồi. Vua Hạo ra vẻ như không hiểu được tâm ý của Vương Đông, hắn bước nhanh về phía trước, tay trái nhẹ nhàng đẩy bàn tay của Vương Đông đang nắm chặt gấu áo của mình, đồng thời cũng tiến đến nắm lấy tay phải của Tiêu Tiêu. Khi hai bàn tay chạm vào nhau, cả người của Vua Hạo không khỏi run rẩy. Lần đầu tiên hắn cảm nhận được sự nóng rực và cháy bỏng như thế này, hơn nữa nguồn năng lượng khủng khiếp ấy còn không ngừng xầy vò cánh tay của Tiêu Tiêu. Nháy mắt khi mà hắn nắm lấy tay của Tiêu Tiêu, nguồn năng lượng nhanh chóng chuyển sang cơ thể của hắn. Nếu so với ý niệm, dĩ nhiên Vua Hạo sẽ không thua kém ai. Cho dù lúc này con ám kim khủng Trà Hùng còn sống thì cũng không thể thắng được hắn về phương diện tinh thần lực. Huyền lão trầm giọng rồi nói, ta chuẩn bị bắt đầu đây. Vâng, Vua Hạo trả lời vô cùng ngắn gọn. Hắn ngồi xuống trước mặt Tiêu Tiêu, điều chỉnh hơi thở của mình, sau đó chuẩn bị cho bước tiếp theo. Có điều lúc này, hắn kinh ngạc phát hiện ra không ngờ Thiên Mộng và Băng Đế ở trong thế giới tinh thần của hắn rõ ràng đều đã tỉnh dậy, thế nhưng không lên tiếng nhắc nhở hắn, dường như cả hai không biết bên ngoài đang xảy ra chuyện gì vậy. Một luồng hồn lực đậm đặc nhanh chóng chuyển khắp toàn thân, Huyền Thiên Công tập trung vào cánh tay phải. Huyền lão ở bên kia cũng đã bắt đầu vận công, nguồn năng lượng kinh khủng từ ám kim khủng Trà Hùng bắt đầu điên cuồng di chuyển. Nếu không có Vua Hạo tạo một con đường dẫn tháo nước, có lẽ nguồn năng lượng này đã phá nát cánh tay của Tiêu Tiêu mà thoát ra rồi. Dù sao sức chịu đựng của cô bé chỉ có hạn, mà lúc này nguồn năng lượng từ ám kim khủng Trà Hùng bắt đầu theo đường thoát nước mà Vua Hạo vừa tạo điên cuồng di chuyển sang cơ thể của hắn. Nguồn năng lượng vừa chui vào cơ thể của Vua Hạo, hắn liền cảm nhận được nỗi đau đớn mà nãy giờ Tiêu Tiêu phải chịu đựng. Cảm giác nóng bỏng điên cuồng tàn sát khắp nơi, giống như có vô số thanh đao bé bé nóng như lửa đó điên cuồng cắt lên bàn tay của hắn vậy. Cơn đau này làm cả người của Vua Hạo run rẩy từng cơn, thế nhưng tích tắc sau hắn đã ổn định lại cơ thể. Ban nãy khi mà hắn quyết định giúp Tiêu Tiêu cũng đã dự tính đến tình huống xấu nhất. Nếu bản thân mình không khống chế được nguồn năng lượng này thì cùng lắm chỉ bị phế đi bàn tay phải chứ không mất hẳn cả cánh tay như Tiêu Tiêu. Trong ba người, hắn thật là đội trưởng, hắn lại còn là người duy nhất ở đây có thể cứu vãn tình hình, cho nên hắn chỉ còn cách nhắm mắt đưa chân. Có điều hắn tin tưởng bản thân mình có thể vượt qua. Đầu tiên hắn không nghĩ khối hồn cốt ám kim khủng Trà Hùng này còn kinh khủng hơn khối hồn cốt thân thể của Băng Bích Đế Hoàng Hạt ngày trước. Cơn đau khủng khiếp như thế mà hắn cũng có thể chịu đựng được thì khối hồn cốt của ám kim khủng Trà Hùng này cũng đáng là gì? Chẳng lẽ nếu như có chuyện, mấy đại gia trong cơ thể của hắn sẽ đứng im không giúp hắn hay sao? Đây chính là lá bài tẩy duy nhất khiến hắn nắm chắc bản thân không bị mất cả cánh tay như vậy. Sự thật chứng minh suy nghĩ của Vua Hạo hoàn toàn chính xác. Tu vi huyền ngọc thủ của hắn hơn xa Tiêu Tiêu. Khi mà luồng năng lượng nóng bỏng ấy truyền vào cánh tay của hắn liền tản mát ra một tầng xương băng sáng bóng, mạnh mẽ áp chế không cho nguồn năng lượng ấy tự do lan tỏa. Không chỉ có thế, Vua Hạo còn mơ hồ cảm nhận được khối hồn cốt thân thể của Băng Bích Đế Hoàng Hạt bắt đầu sáng lên, xuyên qua cơ thể của hắn, ẩn chứa hiện ra dưới lớp da bên ngoài. Hơi thở ám kim khủng Trà Hùng dù sao cũng là đến từ hồn thú ám kim khủng Trà Hùng. Tuy rằng huyết mạch của nó rất mạnh, thế nhưng so với Băng Bích Hạt thì chỉ là đom đóm với ánh trăng. Huống chi vua của Vua Hạo còn là Băng Bích Đế Hoàng Hạt, vương giả trong vương giả. Xét về huyết mạch, hắn hoàn toàn áp đảo. Đồng thời Vua Hạo còn không chút do dự sử dụng kỹ năng Băng Đế Chi Ngao nữa. Ban nãy khi mà Tiêu Tiêu dung hợp hồn cốt là trong trạng thái không hề có chuẩn bị, lại càng không có kỹ năng mạnh mẽ bảo vệ bàn tay. Còn Vua Hạo lại có, hồn kỹ Băng Đế Chi Ngao vừa được phóng ra, Vua Hạo lập tức cảm nhận được áp lực giảm đi rất nhiều. Bàn tay phải tuy vẫn đau đớn như trước, thế nhưng nguồn năng lượng ấy không thể di chuyển qua khỏi cổ tay được. Ánh sáng màu ánh kim bắt đầu xua chảy khiến những viên trân châu bé bé có hình dạng như kim cương bao quanh bàn tay của Vua Hạo cũng dần sáng lên. Kim cương là vật thể không màu trong suốt, một khi được ánh sáng từ khối hồn cốt ám kim khủng Trà Hùng chiếu vào, liền trở nên lấp lánh và rực rỡ. Cả bàn tay của Vua Hạo lúc này rực rỡ vô cùng. Ánh mắt của Huyền lão nào phải tầm thường, khi mà lão thấy bàn tay của Vua Hạo sáng rực lên liền thầm thở phào, có lối thoát rồi. Năng lượng của ám kim khủng Trà hữu trưởng cốt lúc này theo đó rót vào trong bàn tay của Vua Hạo, cơn đau của Tiêu Tiêu cũng nhanh chóng thuyền giảm. Cánh tay phải phình lên cũng bắt đầu khôi phục. Lúc trước cô bé bị đau khổ tra tấn không nói lên lời, thế nhưng những lời nói của Vua Hạo và Huyền lão của bé đều nghe rất rõ. Nhìn thấy vẻ kiên định trên khuôn mặt của Vua Hạo, trong mắt của Tiêu Tiêu hiện lên vẻ không hoàn toàn chỉ là cảm kích. Năng lượng của ám kim khủng trào thực tế không phải là thuộc tính hỏa mà là thuộc tính kim, chỉ là đem tính sắc bén của kim thuộc tính phát ra vô cùng khủng bố. Thậm chí Vua Hạo có thể cảm nhận được lực lượng của ám kim khủng trào kia đang tranh đấu với lực lượng của Băng Đế ở bên trong tay phải của mình. Phát ra tiếng vang không ngớt, Băng Đế tuy rằng có thể trấn áp ám kim khủng trào, thế nhưng mà ý niệm của ám kim khủng trào này lại không thấy giảm bớt chút nào. Hơn nữa bởi vì có lực lượng của Băng Đế ở đây nên cũng không chịu xung hợp với bàn tay phải của hắn.
Rốt cuộc thì toàn bộ lực lượng của ám kim khủng trảo cũng đi vào bên trong cánh tay phải của vua Hào. Tiêu Tiêu rên nhẹ một tiếng rồi ngất đi trong lòng của Huyền Lão. Vương Đông không thể ngăn cản vua Hào, lúc này hắn lại phản ứng rất nhanh, vội vàng đỡ lấy Tiêu Tiêu trong lòng của Huyền Lão. Hắn làm vậy là để cho Huyền Lão rảnh tay trợ giúp vua Hào. Huyền Lão đứng bên người của vua Hào lo lắng nhìn hắn. Tình hình của vua Hào bây giờ như thế nào lão biết rất rõ, thế nhưng mà lão càng biết mình không thể dễ dàng ra tay. Chỉ cần vua Hào có thể áp chế được cỗ lực lượng kia thì sẽ còn có thể liên tục hấp thu nó, không chỉ vì hồn cốt kia chân quý mà vì càng lo cho cánh tay phải của vua Hào hơn. Khi tất cả năng lượng của ám kim khổng trào tiến vào tay phải của mình, vua Hào đã bắt đầu cảm thấy lực lượng của băng đế và huyền ngọc thủ áp chế không nổi, không ngừng tàn phá cánh tay phải của mình. Có hồn kỹ quấy phá, chính mình căn bản không thể nào hấp thu hồn cốt này. Thế nhưng mà bây giờ nếu đem lực lượng băng đế triệt tiêu, như vậy mình phải dựa vào ý niệm kiên cường cùng với thân thể cứng cỏi đối mặt với thống khổ của hồn cốt này. Nghĩ tới chuyện này, trong lòng của vua Hào không khỏi có một chút buồn cười. Hắn nhìn không được nghĩ đến mình có thù oán với những hồn cốt này hay không, mà bất kể hồn cốt đầu tiên hắn dung hợp là khối hồn cốt thân thể của băng bích đế hoàng hạt, hay là khối hồn cốt cánh tay trái của băng bích hạt sau đó, bây giờ đến khối hồn cốt bàn tay phải của ám kim khủng trảo, không một cái nào là dung hợp thoải mái. Độ nguy hiểm của lần này tuy kém hơn với lần dung hợp khối hồn cốt thân thể của băng bích đế hoàng hạt, thế nhưng chắc chắn đau đớn mà hắn phải chịu đựng cũng không kém bao nhiêu. Tuy nhiên, chuyện mà rất nhiều người không muốn đối mặt không có nghĩa là không thể đối mặt. Hơn nữa, đây cũng không có nguy cơ uy hiếp đến tính mạng, nên khi hắn sắp sửa không thể nào áp chế được nữa, hắn liền chọn cách cuối cùng là dũng cảm đối mặt. Hắn hít sâu một hơi, hồn lực huyền thiên công bên trong cơ thể nhanh chóng vận chuyển xong một chu kỳ. Hai mắt của vua Hạo chậm rãi nhắm lại, ngay sau đó ánh sáng rực rỡ trên bàn tay phải cũng tắt đi, chỉ còn lại một màu vàng nhạt. Vương Đông đưa tay lên che miệng của mình, cố ném một tiếng kinh hô, thân thể của Huyền Lão cũng chấn động, trong mắt của lão trừ bỏ khiếp sợ lại càng thêm tán thưởng từ tận đáy lòng. Kiên cường dũng cảm, hai từ này nói ra đơn giản thế nhưng ở lúc quan trọng liệu có mấy người làm được, vượt khó mà lên chính là bản sắc nam nhi hay cho một vua Hào. Cơn đau chuyển đến vô cùng dữ dội khiến vua Hào có cảm giác như khối hồn cốt ám kim khổng trào kia thực sự muốn xé nát toàn bộ bàn tay phải của mình vậy. Ý niệm điên cuồng kia nhanh chóng khuếch trương về phía trước, bắt đầu chuẩn bị xông vào cánh tay của hắn. Rõ ràng nhờ năng lượng của ám kim khổng trào dẫn dắt mà ý niệm điên cuồng lại một lần nữa bùng nổ. Nếu hắn để ý niệm kia bùng nổ thì hắn sẽ trở thành một Tiêu Tiêu thứ hai. Ngay lúc này, vua Hào đã đưa ra một quyết định chính xác nhất. Bằng vào ý chí kiên cường và nghị lực cứng cỏi của mình, hắn hoàn toàn bỏ qua đau đớn của bàn tay phải nữa, tựa như là tay phải lúc này không phải là của hắn. Tinh thần lực lượng điên cuồng đánh thẳng vào luồng ý niệm kia. Cùng với lúc đó, trên trán của hắn thoáng hiện ra một tia ánh sáng màu xanh biếc. Khí tức sinh mệnh nồng đậm trong khoảng khắc đó tràn ra, hai mắt khép kín của vua Hạo liền mở to. Không những thế, con mắt thứ ba kia cũng chậm rãi nứt ra mà xuất hiện. Một tia sáng xanh ngọc hiện lên, sinh linh thủ vọng nhanh chóng chiếu vào cổ tay của hắn. Tức thì, tia sáng xanh ngọc kia nhanh chóng lan rộng ra, khí tức sinh mệnh dưới sự dẫn dắt của tinh thần lực lượng mạnh mẽ trói chặt nguồn năng lượng của ám kim khủng trào vào bên trong bàn tay phải. Đây là Huyền Lão chấn động, hiển nhiên trong một khắc này lão đã nhìn ra đây chính là thanh đao khắc. Thế nhưng vì sao vua Hào lại có thêm con mắt thứ ba? Lúc này, hắn chỉ có thể nghĩ đến một khả năng chính là vuôn bản thể của vua Hào đã thức tỉnh lần thứ hai. Trên bàn tay phải của hắn lúc này không chỉ xuất hiện một ánh sáng màu xanh ngọc, mà nguồn năng lượng của sinh linh kim lúc trước dung hợp với cơ thể của hắn dần dần hiện ra. Khí tức sinh mệnh nồng đậm từ trên người của hắn tỏa ra, cho dù là Huyền Lão hay là Vương Đông, khi mà cảm nhận được khí tức sinh mệnh kia cũng đều cảm thấy vô cùng thoải mái. Đây chính là con bài chưa lật thứ hai khiến hắn nắm chắc phần thắng khi mà quyết định cứu giúp Tiêu Tiêu. Hắn có một chút kích động, thế nhưng cũng rất tự tin vào thực lực của chính mình. Sức mạnh của băng đế chủ động phát ra đối kháng với lực lượng ám kim khủng trảo cũng đã một phần áp chế không cho chúng tàn phá thêm. Lúc này khi mà có sự xuất hiện của sinh mệnh lực lượng từ sinh linh thủ vong, nó lại bị áp chế thêm một lần nữa. Nếu như thế này vẫn không thể dung hợp được ám kim khủng trảo hữu trưởng cốt, vậy thì hắn chỉ đành chịu bất hạnh. Sự thật lại một lần nữa chứng minh sự cường đại của sinh linh kim. Sinh mệnh lực lượng nồng đậm kia như là cảm nhận được tay phải của vua Hạo đang bị tàn phá, liền nháy mắt tràn tới. Từ linh thánh pháp thần vong linh thiên tai Y Lai Các Tư tưởng nói qua nguồn năng lượng sinh mệnh khổng lồ của sinh linh kim, bây giờ vua Hạo đã cảm nhận được. Cuộc chiến với nguồn năng lượng điên cuồng của ám kim khủng trào kia như là một bên phá hoại một bên tái tạo lại. Sinh mệnh lực lượng khổng lồ của sinh linh kim không ngừng cung cấp tài nguyên cho việc tái tạo. Năng lượng phá hoại của ám kim khủng trào hoàn toàn không thể nào ngăn cản được sinh mệnh lực lượng cường đại của sinh linh kim. Tay phải của vua Hạo lúc này đã hoàn toàn ổn định trở lại. Chẳng qua chỉ là ổn định thế nhưng đau khổ thì cũng không ít. Đây là một loại đau khổ lần đầu tiên vua Hạo trải qua.
Ám kim khủng trào phá hoại khiến hắn cảm thấy đau nhức, mà sinh mệnh lực lượng của sinh linh kim khôi phục lại khiến cho miệng vết thương ngứa ngáy, đau nhức và ngứa ngáy song hành. Đây chính là loại tra tấn thế nào đây? Vũ Hạo từng trải qua đau đớn lúc dung hợp với khối hồn cốt thân thể, vậy mà lúc này cũng không chịu đựng được mà cả người ướt đẫm mồ hôi, từng giọt mồ hôi không ngừng từ trên trán của hắn rơi xuống. Một lát sau đó, y phục trên người của hắn đã ướt đẫm, cả người đều tản ra một tầng sương mờ nhạt. Đây là lần đầu tiên Vương Đồng chứng kiến dáng vẻ đau khổ của Vũ Hạo, trong nội tâm lúc này đã rung động đến tột đỉnh. Tu vi của hắn, Vũ Hạo và Tiêu Tiêu cũng không hơn kém nhau bao nhiêu, trạng thái thân thể mọi người cũng không phải là khác biệt nhiều lắm. Tình hình của Tiêu Tiêu xung hợp khuẩn cốt bản nãy Vương Đồng đã thấy rất rõ ràng. Tiêu Tiêu căn bản không kiên trì được bao lâu, liền từ bỏ kháng cự. Có thể thấy được đau khổ kia là mãnh liệt đến mức nào. Thế nhưng lúc này Vũ Hạo có thể thừa nhận, so với Tiêu Tiêu khi trước càng thêm mãnh liệt. Vũ Hạo là người có chung vũ hồn xung hợp với hắn, nên lúc này Vương Đồng cũng cảm ứng được tình trạng của Vũ Hạo. Chỉ một chút cảm giác được truyền về linh hồn trao đổi cũng đã khiến Vương Đồng rùng mình một cái. Lúc này Vương Đồng mới chính thức cảm nhận được thế giới nội tâm của Vũ Hạo cường đại thế nào. Mặc dù thân thể của hắn ngồi kia thi thoảng run lên một chút, thế nhưng toàn thân lại ngồi rất ngay ngắn, biểu cảm trên khuôn mặt cũng không có nhiều biến hóa, thậm chí cũng chẳng nhíu mày một cái. Mồ hôi giọt lớn giọt nhỏ rơi xuống, thậm chí còn có thể mơ hồ nghe được khung xương trên tay phải của hắn thỉnh thoảng truyền đến từng tiếng vang. Vương Đông cũng không đành lòng xem tiếp. Đâu chỉ là mình hắn rung động, Huyền lão tu luyện đã hơn 100 năm, đối với các loại tình trạng của hồn sư cũng có hiểu biết tương đối. Hắn hiểu được tuy là Vũ Hạo nhờ vào chuôi đao khắc thần kỳ kia chế trụ được lực lượng của ám kim khủng trào, thế nhưng thực tế hắn có thể thừa nhận đau khổ lớn hơn là nhờ vào ý chí kiên định của bản thân mình khi mà cố nén phần đau khổ này lại. Đây thật sự là việc mà một đứa trẻ chỉ 12 tuổi có thể làm được sao? Hắn đã trải qua khó khăn đau khổ thế nào mới có thể rèn luyện được ý chí kiên cường như vậy? Vũ Hạo không biết được suy nghĩ của Huyền lão và Vương Đông, thậm chí hắn chỉ mới có cảm giác dần dần thích ứng được phần thống khổ này. Tay phải dù sao cũng chỉ là tay phải, lúc trước dung hợp với thân thể hồn cốt của băng bích đế hoàng hạt mới chính là đau khổ toàn thân. Cảm giác của hắn dần dần thăm dò vào bên trong tay phải, hắn phát hiện ra toàn bộ tay phải của mình đều phát sinh biến hóa kỳ lạ. Lúc trước cảm giác khung xương vỡ vụn cũng không phải thật sự bị nghiền nát, mà là xuất hiện vô số vết nứt. Sau đó năng lượng của ám kim khủng trào bắt đầu theo vết nứt này xung nhập vào bên trong tay phải của mình. Sinh mệnh lực lượng khổng lồ không ngừng chữa trị xương cốt tay phải, mà ý niệm điên cuồng của ám kim khủng trào cũng phá hoại liên tục không ngừng. Lực phá hoại này không lớn, thế nhưng cực kỳ đau khổ. Mà sau khi nguồn năng lượng kia liên tục dung nhập, tay phải của Vũ Hạo bắt đầu thay đổi. Ban đầu dưới sự làm dịu của sinh linh kim, khung xương của Vũ Hạo mơ hồ hiện ra một màu vàng nhạt, đó là biểu hiện của sinh mệnh lực lượng cường đại. Mà lúc này, tay phải của hắn cũng đã biến thành màu vàng nhạt, khung xương như lớn thêm một chút, nhưng cũng không rõ ràng. Phía trên 5 ngón tay hơi rộng, phía dưới thu nhỏ trở lại, giống như một lưỡi dao sắc bén, ngay cả da thịt chung quanh cũng không ngừng thay đổi, lực lượng không ngừng ném vào không trung, sau đó dần dần thành hình. Vũ Hạo giật mình phát hiện, xương bàn tay phía trên của mình dần dần xuất hiện những đường vân kỳ dị. Trên xương ngón tay và xương bàn tay của hắn bắt đầu xuất hiện những đường vân sắc bén. Đây là một hoa văn có hình tam giác được hợp thành một cách tỉ mỉ từ những đường vân vô cùng tinh xảo. Dường như bên trong mỗi đường vân ấy đều ẩn chứa một nguồn năng lượng nào đó. Những tia năng lượng ấy nương tựa theo đau đớn từ từ hòa vào ý thức của Vũ Hạo. Thời gian thấm thoát trôi qua, sắc trời dần dần sáng, thoáng cái đã qua một đêm, mà mồ hôi trên người của Vũ Hạo cũng không còn ra nhiều nữa, màn xương cũng dần tiêu tán. Lưỡi đao ánh sáng màu xanh biếc từ sinh linh thủ vọng ở trên trán của Vũ Hạo vèo một cái bay ra, miệng vết thương bị nó đâm vào nháy mắt đó liền khép lại. Ngay sau đó, Vũ Hạo khẽ gầm gừ một tiếng, cánh tay phải giơ lên trên cao, đầu năm ngón tay phụt ra một tiếng phun ra đầy máu tươi. Vương Đông trông thế thế cứ tưởng bàn tay hắn nổ tung vì không chịu đựng nổi nguồn năng lượng kia nữa, nhất thời kinh hãi kêu to. Nhưng tức thì liền có một luồng áp lực mạnh mẽ phủ xuống áp chế hắn không thể cử động. Huyền lao liếc mắt nhìn hắn bằng vẻ mặt nghiêm túc lắc đầu. Cũng ngay lúc này, năm ngón tay của Vũ Hạo chợt bắn ra năm tia sáng màu vàng nhạt. Năm tia sáng này dài chừng một thước hai, nhỏ dần từ đầu ngón tay đến điểm cuối, trông rất giống một lưỡi đao. Khi nó vừa xuất hiện, bầu không khí xung quanh dường như không kiềm được mà phát ra từng tiếng rít gào. Toàn bộ cánh tay phải của hắn cũng đã gần như biến thành màu vàng nhạt ấy rồi. Miệng vết thương trên đầu ngón tay của hắn nhanh chóng liền lại, ngón tay và lưỡi đao ấy trông như hòa vào nhau vậy. Tuy hai mà một, những lưỡi đao ánh sáng ấy trông vô cùng sắc bén và cứ như được kéo dài từ những đầu ngón tay của hắn vậy. Ngay sau đó, ánh sáng màu vàng lợt từ bàn tay của hắn đã di chuyển khắp cánh tay phải và dần dần muốn lan tỏa khắp cơ thể. Nhìn qua lúc này, Vũ Hạo giống như được màn ánh sáng này không ngừng tẩy rửa. Cũng trong tích tắc đó, hai tròng mắt màu vàng của hắn sáng lên một cái rồi biến mất. Vũ Hạo thở phào một hơi, cả người hắn lúc này sáng bừng, cũng nhờ có Huyền lão ở bên cạnh giúp đỡ nên hắn mới thuận lợi thế này. Cái đầu ngón tay của ám kim khủng trào kia lặng yên đâm vào lòng đất.
Vũ Hạo dường như cảm nhận được cái gì đó, hắn theo bản năng khẽ nắm tay, nhổ ám kim khổng trào lên. Hắn liền nhìn thấy lòng bàn tay màu vàng lợt của mình, những lưỡi dao sắc bén lặng lẽ biến mất. Tay phải dần dần bình thường trở lại, dường như ánh sáng màu vàng lợt kia cũng tan biến chui vào bên trong. Cuối cùng cũng thành công, Vũ Hạo thở phào nhẹ nhõm.